em, hôm nay em sẽ lên clip cho anh em nha. Hôm nay thì em sẽ lên clip hiện tại thì em còn bao nhiêu chim ở cửa hàng của em, thì em sẽ lên để em báo giá cho anh em luôn. Mấy con nào mà chơi với lại nó hot rồi thì em sẽ báo giá hết tất cả cho anh em luôn. Thì ra đây thì em sẽ lên thịt vàng chim hàng con mà em nuôi lên, giữ lại nuôi lên nha. Vàng này thì đợt trước là hàng trong cái hàng mà không bao trống của tụi em á, tại vì cái hàng này thì tỷ lệ trống máy nó ngang bằng với nhau quá, kiểu 50-50 hoặc là 64-64 á, nên tụi em sẽ giữ lại nuôi lên tới giờ, nên giờ tụi em bán cho anh em, nhưng mà em vẫn bán giá máy nha, 250 một con nha anh em. Em sẽ quay từng lòng cho anh em. Đa số mấy lòng này thì nó đã tự ăn được rồi, nhưng mà anh em vẫn đúc kèm thêm mồi cho nó nha, vẫn còn đúc thêm kèm cho nó nha, chứ nó tự ăn thì nó chưa có ăn cứng nhiều nên em phải đúc dặm thêm cho nó. Đây, em lên con đầu tiên cho anh em nha. Con này con lòng số 7 nha. Lòng 2, lòng số 7. Đây, con số 7 em bán cho anh em là 250 nha. Chưa trổ luôn nha anh em, nên em bán cho anh em là giá máy hên xui. Nếu mà về mà ra máy thì anh em không có, nếu mà ra máy á thì anh em không có lỗ, còn mà ra trống thì anh em lợi nha. Tại vì đa số mấy con này thì không mấy. Mà con số 7 này thì cái chân nó cong rồi nên cái chân nó bị lỗi rồi nên em bỏ qua nha. Em lên tiếp con tiếp theo nha. Con này thì lòng số 2. Con này thì cũng chưa trổ luôn. Chưa biết trống máy luôn. Nhưng mà em vẫn bán giá máy cho anh em. Anh em về mua về nếu mà ra máy á thì anh em không có lỗ gì hết, còn mà ra trống thì có lợi cho anh em thôi nha. Này anh em nhìn nè, để em chỉnh độ sáng lên xíu đó. 250 nha anh em. Anh em thích lòng con nào thì cứ gọi báo em số lòng, chứ kêu em lựa trống trong cái vàng này thì em lựa không được nha, tại vì nó chưa có trổ, hoặc là có nhiều con cái càm đen nhưng mà nó vẫn trổ là ra máy, nên anh em xem mà coi anh em sắm được cái lòng số mấy á, thì cứ chụp lại hoặc là báo số lòng cho em. Đây là con lòng số 2 nha, 250. Đa số thì mấy con này nó tự ăn được gần hết rồi, nhưng mà anh em vẫn phải đúc kèm mà mồi tươi cho nó, giống như sâu dưới dế rồi nha anh em. Rồi em qua tiếp con lòng tiếp theo. Lòng tiếp theo thì con này là số 12 nha. Đây. Nó cũng chưa trổ luôn nha anh em. Em vẫn bán giá máy cho anh em là 250. Này tất cả than lòng hôm nay em lên là toàn là chim con nuôi lên không nha, chứ không phải em bắt mà em bắt ra em bắt than máy xong em bán cho anh em than máy toàn bộ. Mà cái hàng này nè đó là hồi xưa tụi em nhập chim con á, tụi em nuôi lên không á, đến nay thì nó vẫn chưa trổ nên em bán theo giá máy luôn nha, 250.000 một con. Rồi em lên tiếp lòng tiếp theo nha. Lòng tiếp theo là lòng số 9. Lòng số 9 nha anh em. Vẫn 250 nha. $250.000 nha anh em, 250 nha anh em. Em cam kết với anh em tất cả chim mấy lồng kẽm này là chim con tụi em nuôi lên không nha. Nếu mà anh em nào mà có hay thường xuyên qua tiệm em chơi á thì cũng biết nha, toàn là chim con tụi em nuôi lên không mà, chứ không phải là em nhập than máy chưa trổ mà em bán than máy cho anh em đâu. Em
cam kết với anh em luôn á, mấy tất cả chim này là do chim con em nuôi lên. Tại vì lúc trước tụi em nhập là thợ nó báo tụi em bao trống, rồi xong về đây tụi em lọc ra con nào mà trống xác sức trống cao á, thì tụi em mới bán bao trống, còn con nào mà xác sức trống với mái á, nó ngang ngang với nhau á, thì tụi em giữ lại em nuôi. Thì em nuôi thì tới lớn, tới bây giờ thì nó đã lớn lớn rồi, thì đa số mấy con này thì nó tự ăn được hết, nhưng mà anh em phải đút kèm mồi tươi cho nó. Rồi em qua tiếp con lọc tiếp theo nha, lọc số 11 nha. Đây khoảng 250 luôn nha anh em, lọc số 11. Đây. Lồng số 11, 250 nha anh em. Đa số thì nó tự ăn hết rồi, nhưng mà anh em phải đút thêm cho nó. Rồi em qua lồng tiếp theo nha, lồng số 5 với lồng số 6. Con này lông điên thui luôn nè, mà nó anh em vẫn phải đút thêm cho nó. Con này thì lông đen thui luôn, nhưng mà chưa biết trống mái gì luôn nha, tại vì nó chưa trổ, em vẫn bán giá mái cho anh em. Em vẫn bán giá mái cho anh em là 250.000 nha, 250 nha anh em. Rồi em lên tiếp cho anh em lồng tiếp theo, lồng số 4. Vẫn 250k nha anh em. Đây. Anh em xem mà thích con nào á, thì cứ chụp hình lại xong báo số lại cho em gửi. Chứ kêu em lựa trong cái hàng này, kêu em lựa cho con trống thì cũng khó cho bên em với nhà. Tại vì thực sự nhìn thì nó cũng nó chưa có trổ á, nên chưa có biết con nào là trống chắc 100% cho anh em. Đó, con này lồng số 4 nha anh em, 250.000. Rồi em lên tiếp cho anh em lọc tiếp theo, lọc số 8. Lọc số 8 con này hơi yếu nên em bỏ qua nha. Đây, lọc số 5. Lọc số 5, lọc số 5 nha anh em, vẫn 250.000. Tại vì em giữ lại nhiều quá, em tính giữ lại nuôi lên mái thì em gửi lại cho thợ, tại vì thợ nó báo em là bao trống, thì em nuôi lên mái xong em gửi cho thợ, thợ thì nó sẽ gửi hoàn tiền lại cho em cộng với tiền công luôn. Nhưng mà do nhiều quá nên tụi em không có đủ nguồn nhân lực á, với lại tiền chi phí dành cho tụi nó thì cũng nó hơi nhiều, nên hôm nay em bán cho anh em là tất cả là giá mái hết nha, 250.000. Nếu mà anh em mua về ra mái thì cũng không sao, không có lỗ gì hết, còn mà ra trống thì có lợi cho anh em thôi. Rồi em lên tiếp con số 11 cho anh em nha, khoảng 250.000 nha anh em. Đó, nếu mà anh em mua về mà nó ra mái á, thì cũng không có thiệt thòi gì cho anh em, còn mà ra trống thì quá lợi cho anh em luôn. Rồi 250.000 nha. Rồi em lên tiếp cho anh em con lồng số 1. Con lồng số 1 này vẫn 250.000 nha anh em. Con này mà nếu mà ra trống rất là đẹp, cao cầu. Rồi ok nha anh em, 250.000 nha. Rồi bên đây em cũng có vài con. Đây con này, con này là vẫn 250.000 nha. Con này anh em đào, nếu mà
gọi mà có báo lòng của em á, báo lòng, báo con chim lòng của em thì cứ báo là lòng tre đỏ nha. Nha. Rồi 250.000 nha anh em. Đây. Đây là lòng kiếm. Lòng kiếm số 2 nha anh em. Khoảng 250.000 nha. Nói chung thì mấy con này thì nó tự ăn được hết rồi, nhưng mà anh em phải đút kèm thêm, đút kèm thêm mồi tươi rồi cho nó, để sau này về cho nó dạng dạng xíu. Rồi khoảng 250.000 nha anh em. Lòng kiếm số 2 nha, lòng kiếm số 2 250.000. Đây nha anh em, vẫn là trong cái mớ than con tụi em nuôi lên, cũng chưa biết chống mái luôn, nhưng mà nó đứng nó hót mà. Đứng nó hót thì chuyện quá trời luôn nè. Em vẫn bán cho anh em là 250, tại vì nó chưa trổ nên chưa biết chống mái, con mái nó vẫn hót nha. Con mái nó vẫn hót, vẫn đi chuyện cho anh em luôn. Đó, nè, em quay trực tiếp cho anh em luôn mà, không cần cắt ghép gì luôn á. Em vẫn bán cho anh em là 250. Nếu mà về mà ra trống thì anh em quá lời, còn mà ra máy thì anh em cũng không có lỗ nữa. Này anh em thấy đi chuyện không? Đi chuyện suốt luôn phải không? Đây, em vẫn bán cho anh em với giá máy là 250.000 nha. Rồi, ok. Em qua tiếp con lòng kiếm. Này là lòng kiếm số 3 nha. Em vẫn bán cho anh em là 250.000. Tại vì đa số mấy con này thì cái càm nó lợp nhưng mà nó chưa trổ nên tụi em cũng chưa biết là trống hay mái, nên tụi em bán giá mái cho anh em. Đó, 250.000 nha. Anh em thấy nó hót không? Nhưng mà nó chưa trổ nên em vẫn chưa biết là trống hay mái. Rồi em quay trở lại con lòng kiếm. Lòng kiếm này là kiếm số 3 nha. Nó hót giọng lớn luôn. Đó, trong cái mớ này là chim con tụi em nuôi lên đó, chứ không phải là tụi em nhập máy rồi tụi em bán giá máy cho anh em đâu nha. Em cam kết với anh em gì luôn á. Rồi ok, em qua tiếp con lòng kiếm. Kiếm tiếp theo nha. À, con này cái chân nó hơi cong nên em bỏ qua nha. Đây, em qua tiếp con lòng này. Đây. Khoảng 250.000 nha anh em. 250.000 nha. Con này là lòng kiếm số 4. Ủa, lòng tre số 4. 250.000. Rồi, ok nha anh em. Rồi, em lên tiếp cho em. À, đây còn cái lòng nữa. Đây. Này là lòng kiếm số 5 nha anh em. Vẫn 250.000 nha. Nó tự ăn được rồi nhưng mà nó vẫn thò tay vô thì nó vẫn há miệng, nên anh em về anh em chăm thì anh em nhớ dọc nó hoặc đút cho nó ăn. Rồi 250.000 nha anh em. Rồi em nên tiếp cho anh em là lòng số 6 nha. Được không? Vẫn 250.000 nha anh em. Lòng số 6 nha. Rồi em đưa tiếp cho anh em mấy con than bổi. Đây. Con này là than bổi nha. Than bổi cám cứng rồi. Con này thì nó nhảy á, nó bị rớt hết cái móng, nhưng mà em nhìn kỹ lại thì nó còn phao nha.
nhưng mà em vẫn bán giá lỗi cho anh em là 300.000. Nói chung bộ này thì tương đối là đẹp chim, bộ trung nha. Có điều thì nó hơi nhảy xíu, nó đại than bỏi mà nó nhát, nó nhảy nhiều quá cái móng nó rớt, nhưng mà nó vẫn còn phao. Rồi ok, em mình tiếp cho anh em này, con này là con than mùa, than hai mùa rồi, nhưng mà anh khách nuôi đang thay mùa mà nó thay lông gần xong rồi nha, thay mùa. Hai mùa nha anh em. Con này thì em thu của em thu dùm của anh khách kia, lúc trước ảnh mua tới 3 triệu rưỡi rồi. Nhưng mà ảnh giờ ảnh thấy nó nhảy dữ quá, ảnh chán nên ảnh đem ra tụi em. Tụi em nói là tụi em thu rồi xong tụi em sẽ đăng bán dùm cho tụi anh thôi, bán dùm cho anh thôi. Thì em có báo giá với ảnh là 800.000. Ảnh nói ok rồi thì em đăng em bán dùm cho ảnh thôi 800.000 nha, chứ em không có lời gì trong đây luôn á. Em thấy anh em mà cũng thấy anh đó cũng tội nên em nói là thôi để tụi em thu lại, nhưng mà tụi em đăng sẽ bán dùm cho anh thôi, chứ con này nếu mà bán mà cái giá lúc anh mua thì nó không có hợp lý. Thì em có nói với ảnh là bây giờ em sẽ đăng bán dùm cho anh 800.000. Ảnh ok. Đây nha anh em, con chim này thì bộ trung bình khá nha, 800.000 nha anh em. Rồi ok nha anh em. Để em coi coi con chim nào gần cho anh em nữa. Hết chim rồi nha, nên em xin cảm ơn anh em đã theo dõi clip và ủng hộ em suốt trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi xin chào tạm biệt.